tiền lại về một triệu phẩm dành tặng quý anh chị em bạn bè cô dì chú bác xa gần đây. Một chiếc Kim Plus hiệu Suzuki đời cuối 2017 2018 luôn đấy các bạn. Xe hôm nay về quá nhiều xe đẹp không. Tôm ơi, ở nhà đó để đi uống trà sữa con. Đây này, một chiếc xe màu trắng xanh, riêng nguyên con từ đầu tới chân và tem đều riêng. Có tay nhẹ bên này một chiếu, ngày mai em biển trở tuốt tí cho nó đẹp nhá. Đó đầy một đường này này. Đó ngày mai em phải tuốt lại, còn lại là đẹp long lanh luôn. Đó chân chân. Biển số 66F151620. Một chiếc Implus đời cuối 2017 màu trắng xanh. Xe mới chạy được 17.867 km nha mọi người. Rất là đẹp và liền lạc từ đầu tới chân luôn. Chân ốc tán của bạn. Nói chung là ngày mai em điện hôm qua một tí là đẹp. Implus Suzuki đời 2017 thì cho mọi người là 13.800.000 nhé. 13.800.000 cho một con Implus Suzuki đời cuối 2017. Xe đẹp, máy em zin nguyên con từ đầu tới chân, ốc tán của bạn nhé. Đó, chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại mọi người.